hay em tát chị được không? Là sao? À, là muốn ôm chị á hả? Người mà em muốn ôm nhất trong cái mùa Giáng sinh này là chị á hả? Trời ơi, sợ quá vậy. Lần trước bảo lần sau like rủ anh Gin mà, nhưng mà hôm nay không thấy Gin Tuấn Kiệt đâu hết á. Nãy giờ comment mấy cái mà mình không trả lời, như đi ra rồi sao giận hờn gì rồi. Ơi, em còn đó không? Butterbuka và Vanilla. Butterbuka là cái gì? Cái Gin Tuấn Kiệt này thiệt. Tukuma, không phải là Tubuka nha. Tức cái Gin Tuấn Kiệt này quá. Bây giờ mình sẽ chơi một game nữa là thường á, hồi nãy Gin Tuấn Kiệt có nói là cái gì mình ôm chưa biết cái gọi là ôm ngọt ngào là như thế nào, đúng không? Cho nên là bây giờ các bạn hãy chơi thêm một cái game gọi là mình muốn được ôm ai thì mình hãy comment, mình tag cái tên người đó vào cái comment của mình nha. Hay em tag chị được không? Là sao? À, là muốn ôm chị á hả? Người mà em muốn ôm nhất trong cái mùa Giáng sinh này là chị á hả? Trời ơi, sợ quá vậy. Tag đại đi. Em tag đi, tag Nguyễn Kiều Cẩm Thơ, xong rồi kèm theo hashtag là ngọt ngào từ những chiếc ôm. Tag vô nha, tag vô cho chị. Rồi có gì chị tặng cho chai sữa về dưỡng thể nha. Em mà dám tag, chị dám tặng em chai sữa dưỡng thể luôn á, Gin Tuấn Kiệt. Chị bảo đảm luôn á. Nhưng mà đây chị tặng em chai sữa dưỡng thể kèm theo một cái gọi là kem dưỡng da tay luôn nha. Tát thẳng tay anh ơi, kìa người ta suối kìa, Gin Tuấn Kiệt tát đi. Gin Tuấn Kiệt. Ủa Gin đâu ta? Gin thoát ra hả? Hồi nãy Gin đòi là ôm em á. Giờ anh muốn ôm Gin đúng không? Vậy ba đứa mình ôm nhau đi. Gin đâu trả lời bu kìa. Thôi em không chơi ba đâu hả? Anh Dương Lâm, Gin không chịu chơi ba. Ủa? Gin Tuấn Kiệt. Thôi mốt chị qua bên nhà em mua đồ làm tóc nè, em miễn phí cho đỡ tốn tiền. Ủa là sao, là em có bán đồ làm tóc hả? Ủa? Sao đàn ông trai mà bán đồ làm tóc là sao? Thì bây giờ Bu sẽ hướng dẫn. Gin ơi, em có hay mặc áo thun giống vậy không? Áo thun kiểu mà đơn giản như vậy nè. Thì chị sẽ chỉ em một cái cách để mà phối cho chiếc áo thun của em không đơn giản nữa nha. Dạ không, em ở trần không à, em không có mặc áo hả? Trời đất ơi, tức em ghê vậy đó. Tại sao em ở trần không vậy? Rồi trúng gió rồi sao? Cái nơi chị cột xấu quá nè. Trúng gió gì? Kiệt comment gì vậy? Trúng gió có chị lo mà sợ gì hả? Trời, xin lỗi em nha, chị không lo nổi cho chị nữa, chị lo cho em. Thôi tặng tha tốn tiền lắm. Nói chung là để Gin Tuấn Kiệt tặng, Gin Tuấn Kiệt có tiền, còn mấy bạn để dành tiền đi, mình để dành tiền mình ăn Tết nha, khỏi phải tặng sao cho buôn cần đó. Thì bây giờ mình phải cởi cái áo hồng này ra mới được. Các bạn đừng lo, ở bên trong luôn có cái áo thun nha, cho nên các bạn đừng lo về chuyện đó. Hôm bữa Gin Tuấn Kiệt có thay đồ cứ đi chỗ khác không ai nói chuyện với các bạn, cho nên là ngày hôm nay cũng thấy vậy, muốn kinh nghiệm thay đồ ở tại chỗ như vậy nè. Trời, hôm mai hơ ơ rồi là nhìn thấy Tết rồi. Kéo lên chị đi. Chị Bu phối bộ đồ nhìn giống chị Bu ghê nha. Ủa là sao? Ủa Gin Tuấn Kiệt ơi, có vấn đề gì với chị không? Bố phối bộ đồ nhìn giống chị Bu ghê hay? Ủa chứ chị phối bộ đồ chị nhìn giống ai? Sao á, đang lướt thấy anh Gin bình luận quá trời không ngờ. Đúng rồi, ủa nãy giờ anh Gin bình luận nhiều lắm hả? Em nhìn vào bộ đồ chị bận, em thấy phần tử Gin của nhà em đâu đó á, vì chị bận đồ nó giống công chúa hoàng tử Gin nhà em á. Ủa nó gì chị nguyệt vậy hả? Ủa chị mặc áo cổ lộ của anh Gin hả? Tôi cọc ghê luôn. Đồ này đồ của tôi nha các bạn, đây là quần áo của Bu nha. Bộ Nguyễn Gia hơn bộ đồ chị Bu hôm nay mặc vào nhìn giống vợ Gin ghê. Tôi tức quá à. Tôi tức mọi người quá. Đây là đồ của Bu nha các bạn. Và đồ này là đồ Bu tự mua nha, không phải là đồ của Gin Tuấn Kiệt nha. Gin Tuấn Kiệt em vô em tính chính giùm chị một cái coi là đồ này là đồ của chị. Gin Tuấn Kiệt anh tặng quà Noel cho bé Bu chưa? Gin Tuấn Kiệt tặng quà Noel cho chị chưa? Nếu mà chưa thì em hãy chuẩn bị đi nha, ngày mai đến Noel rồi đó. Chị chỉ nhắc nhẹ vậy thôi, còn tặng hay không thì tùy tâm em. Lần trước bảo lần sau like rủ anh Gin mà, nhưng mà hôm nay không thấy Gin Tuấn Kiệt đâu hết á. Nãy giờ comment mấy cái mà mình không trả lời, như đi ra rồi sao giận hờn gì rồi. Gin ơi, anh có thể tắt xin tiếng Việt vào đúng không ạ? Tắt liên tục dùm vô ạ, tắt liên tục thì Gin sẽ thấy thông báo và Gin sẽ vô lại thôi. Đó là cách mà kêu Gin Tuấn Kiệt quay về nha các bạn. Gin Tuấn Kiệt ơi, vô xem live chung đi kìa. Người ta kêu quá trời luôn mà Gin vẫn không vô. Gin bó tôi rồi trong một buổi chiều, Gin bó tôi rồi trong một buổi tối lại chiều. Ủa comment quá trời, chị có coi đâu mà ai bỏ ai. Ủa chị không thấy. Xin lỗi em là chị không thấy nha. Xin Tuấn Kiệt đếm lại. Gin comment đâu thì nãy giờ là thấy rồi nè, hồi lúc nãy thì không thấy là tại lúc nãy do mặc đồ lo phối đồ, còn bây giờ là thấy rồi nè. Vô hát bài đồng thoại của Gin Tuấn Kiệt, em có thể vô hát chung với chị không? Chị hát bằng lời, em hát bằng tay. Chị hát câu nào em comment câu tiếp theo vào nha. Có chị Nguyễn Kiều Cẩm Thơ vô xem nè. Rồi Kiều Cẩm Thơ thì thật ra bạn nữ cấp 3 đó là tôi á. Ủa khoan chị, cái này là lúc em kể câu chuyện là em học đại học mà chị Nguyễn Kiều Cẩm Thơ ơi. Ok thì chị chỉ thấy vì lết 10 năm trồng cây si mê Gin là sao? Alo chị ơi. Alo. Rồi bây giờ nữa nè chị, trời chị Thơ, chị trồng cây cột nhà nữa cho chị trúng đi. Trời ơi. Ok đâu các bạn nào giờ các bạn. Chị Thơ ơi, chị nghe xong chị cũng tập cover giống như em luôn đi nha. Mốt em muốn được nghe chị Thơ hát lại bài này. Đó. Rồi bây giờ Gin sẽ cover các chị Thơ ơi, chị đã nghe em hát bài này chưa? Chị học và cover đi nha. Em muốn nghe chị hát. Đó, chị Kiều Nguyễn Kiều Cẩm Thơ đừng bê giọng hát chị đến vậy. Ok chị ạ. À. Trồng cây si hả? Nè các. Ủa gì Cẩm Thơ? Chị Cẩm Thơ comment đúng nhưng mà chị thiếu cái hashtag rồi. Hashtag vô chị ơi, hashtag omo mày trắng xanh vô. Đó là câu trả lời đó. Để coi bao nhiêu bạn đúng câu trả lời giống chị Bu nè. À, mọi người trả lời cho Bu copy coi. À, đâu để xem coi chờ câu trả lời các bạn. Gì chị Cẩm Thơ lại nói gì đây? Cái gì chứ âm nhạc chị hay lắm em. Nghe qua cái nhớ liền. Bởi em biết là chị có kiểu là một tài năng xuất chúng về âm nhạc mà. Để em nghĩ là cái sản phẩm tiếp theo của em sẽ muốn chị collab với em. Collab. Dính Tuấn Kiệt chị toàn năng quá hả? Bởi vậy sau mùa dịch mình mới thấy là mình đúng toàn năng luôn. Đá cái cây này. Đúng toàn năng luôn á. Thì bây giờ mình không cần quà đâu, thấy Gin Bu là ok rồi. Hơn nữa là Bu gửi cũng tốn kém lắm vì xa, nên Bu đem Gin về. Bu đem Gin về cho mẹ hả? Ủa? Nhưng mà tự nhiên đem Gin Tuấn Kiệt về cho mẹ rồi đem về nói làm sao? Mẹ ơi con tặng mẹ nè hả? Mẹ ơi con tặng mẹ cục Gin nè. Ủa kỳ hả? Sao được, không được. Cho nên là mình đem cái khác đi. Mang Gin Tuấn Kiệt về cho mẹ hả? Mang về dưới chị? Mang về cho mẹ làm gì? Tự nhiên cái mang Gin Tuấn Kiệt về cho mẹ. Mẹ không cần đâu, nếu cần Bu cần nè. Chứ mẹ không cần. Mẹ không cần Gin Tuấn Kiệt đâu. Mang Gin về cho gia đình Bu đi hả? Bu cũng mới thấy cái comment này. Chị bốc máy lên, chị gọi cho mẹ chị ngay trong livestream này, chị hỏi đi. Ủa em ngang ngược vậy Gin Tuấn Kiệt, em bớt ngang lại đi. Mẹ chị thích em hơn hả? Trời, mẹ chị chưa biết em là ai nữa thích em. Vì sao vậy? Để bữa nào chị về chị lấy hình em gì cho mẹ chị coi, hoặc là chị gọi điện thoại cho em nha. Chị gọi điện thoại cho em để kêu mẹ ơi có con bé này nè, nó mê mẹ lắm. Mặc dù nó không biết mẹ là ai hết trơn á, nhưng nó mê mẹ lắm, nó muốn gặp mẹ. Rồi chị cho em nói chuyện với mẹ chị nha. Mẹ chị chuẩn bị có con rể kìa chị Bu ơi. Ở đâu ra em, chị chưa có chồng. Rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều vì buổi tối ngày hôm nay đã tâm sự chia sẻ cùng Bu. Thì hy vọng là buổi nói chuyện sau chúng ta sẽ tâm sự nhiều hơn nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, cảm ơn các bạn đã chia sẻ.